thắng có phần nhọc nhằn trước Malaysia. Đội tuyển Việt Nam đang rộng mở cánh cửa bước vào vòng cuối cùng của vòng loại World Cup 2022. Đối thủ trong trận đấu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chính là chủ nhà UAE vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 15 tháng 6. Đây quả thực là một đối thủ mạnh ở bảng G. Việc vòng loại thứ hai bị lùi đến gần 2 năm đã giúp UAE thay da đổi thịt. So với thời điểm đối thủ vùng vịnh này để thua chúng ta 0-1 tại Mỹ Đình, họ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Trái với chính sách nhập tịch ồ ạt của Malaysia, UAE chỉ chọn lọc các cầu thủ chất lượng nhất. Họ đã nhập tịch 3 cầu thủ là Sebastian Tagliabue, gốc Argentina, Caio Canedo và Fabio Lima, Brazil trong thời gian vừa qua. Theo trang Transfermarkt định giá, Tagliabue, Fabio Lima và Caio Canedo lần lượt có giá là 1,2 triệu euro, 2,5 triệu euro và 2,5 triệu euro. Và chắc chắn, ông Park phải có kế hoạch để kiểm tỏa bộ ba này nếu Việt Nam muốn đi tiếp. Lúc này, UAE chỉ kém đội xếp đầu bảng Việt Nam đúng 2 điểm và mở ra cơ hội đi tiếp khi cả hai vẫn còn đó cuộc đối đầu ở trận đấu cuối cùng của bảng G. UAE buộc phải thắng mới giành vé nhất bảng để đi tiếp, trong khi nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam nhẹ nhàng hơn có điểm, thậm chí được quyền thua là vẫn có rất nhiều hy vọng. Nhưng khi quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thì chắc chắn đoàn quân của ông Park Hang-seo không thể phó thác cho số phận, cho sự may rủi cũng như dựa vào công trạng của đối thủ khác. Chỉ cần một điểm trước UAE là đội tuyển Việt Nam hiên ngang tiến bước với ngôi vị dẫn đầu. Khi các mục tiêu khiêm tốn ấy là điểm tựa cho thành công, thì xem ra càng có lý do để huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công của mình. Trước sức mạnh như cuồng phong của UAE, thì rõ ràng đội tuyển Việt Nam trước tiên phải chơi tập trung, lấy phòng ngự làm đối chơi chủ đạo. Nhưng đội tuyển Việt Nam phải xây hệ thống phòng thủ từ xa tốt, tránh tạo nhiều khoảng trống để UAE tiếp cận gần với khung thành của thủ môn Tấn Trường. Bởi khả năng dứt điểm của UAE rất sắc sảo nên chỉ cần có khoảng trống, có khoảng cách để có thể dứt điểm là có thể tạo mối nguy cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng sẽ là hiểm nguy lớn nếu như đội bóng của chúng ta chơi bài tử thủ kéo sâu đội hình về sân nhà để bảo toàn khung thành. Nhưng ít nhất, trong cuộc đối đầu lần này, Việt Nam sẽ có những cái tên chất lượng nhất trong đội hình. Duy chỉ có trường hợp của Tuấn Anh là vẫn đang đặt dấu hỏi cho việc ra sân. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể tin tưởng vào hệ thống phòng ngự cực tốt của đội tuyển Việt Nam. Dù hệ thống phòng ngự có một số sự xáo trộn trong suốt chặng đường vừa qua như Tấn Trường thay Văn Lâm, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đứng vững trước mọi thách thức. Đến thời điểm này, Ngọc Hải và đồng đội ở hàng thủ để lọt lưới ít thứ hai ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chỉ sau Hàn Quốc 0 bàn thua, Nhật Bản 1 và Qatar 1. Tất nhiên, những trận đấu thăng hoa của hàng thủ có sự góp sức lớn của những cầu thủ đánh chặn ở hàng tiền vệ. Nhưng phải thừa nhận, bộ ba Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh đã tạo thành hàng rào thép vững chãi, ăn ý và phối hợp với nhau mạch lạc, giữ cự ly khá tốt để đánh bật những tình huống bóng tầm thấp cũng như không chiến của đối phương. Khi có bị phá vỡ, Tấn Trường đã trở thành bệ đỡ đáng tin cậy của một thủ thành lão luyện, giàu kinh nghiệm chinh chiến. Nhưng phải thừa nhận, hàng công của những đối thủ trong suốt chặng đường vừa qua là Indonesia, Malaysia hay trước đó là Thái Lan và thậm chí là UAE không có nhiều giải pháp để bẻ khóa nhằm đánh sập khung thành của đội tuyển Việt Nam. Còn ở lượt về với UAE, chắc chắn sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn với tuyển Việt Nam. Dự đoán đội hình ra sân của hai đội: Việt Nam, UAE, kèo châu Âu Việt Nam với UAE. Đội tuyển Việt Nam đang trình diễn với phong độ đẳng cấp, bất chấp những khó khăn về mặt nhân sự. Họ bất bại hoàn toàn ở 7 lượt trận tại bảng G, ấn tượng có tới 5 chiến thắng. Trận gặp Malaysia gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Park cũng mang về chiến thắng với tỷ số 2-1 và nâng cao điểm số lên đến con số 17. Trong trận đấu này, những vị khách không được phép chủ quan khi chỉ hơn UAE đúng 2 điểm và bất lợi về mặt sân đấu, thời tiết. Giới hâm mộ cũng đang đặt niềm tin rất cao cho Việt Nam trong trận tranh tài này. Tỷ lệ kèo châu Âu hòa ăn 3.25 cả trận, trong đó đội chủ nhà nhận được mức cược ăn 2.43 cả trận, đội khách nhận mức cược ăn 2.15 cả trận. Kèo tài xỉu Việt Nam với UAE. UAE với Việt Nam có lịch sử thi đấu 6 lần chạm mặt, hiệu suất mỗi lần hai đội ghi được là 2.40 bàn. Hiện tại UAE trung bình ghi được 1.77 bàn mỗi trận. Bên phía các chân sút Việt Nam cũng ghi được 1.54 bàn mỗi trận. Do vậy, khả năng cao 90 phút trong trận đấu này cũng kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi. Kèo cược tài xỉu cả trận. Dự đoán trận đấu giữa Việt Nam và UAE sẽ kết thúc với một kết quả hòa không bàn thắng. Và Việt Nam sẽ đi tiếp với ngôi vị đầu bảng G.